sao để dựng đại mất theo bộ và dựng trình nó gần lờ chân tới vì Osna thì dựng cho theo bộ lúc mình cho được không hiện là không là lại khác với dựng đấy lại khác khác mà bootstrap ở dựng từ đó nó không còn lọc nữa mất thà tin tăng một viên đầu tiên nè kì dựng từ cho từ không master kì master này cái line section này yeah, section class section chính những lúc với chào vui mà tại sao với bài trai của vui call lg của vui anh chẳng với tranh viết smart này của vui của vui smart này chính những xong lúc chào vui mà như lúc khẳng định chào vui thì lúc thử mấy mà block vào viên này lúc mà call lg của muối chào muối thì cái bên để nhân lúc chào muối viên sol tại muối gì là không nè thì sol muối nằm bây giờ bên trên thùng bên trên cái lại nít tao đặt nó tì anh đang class bootstrap cái động ca chạy grid cái layout cái đọc pi mới bị tranh thông rồi nè chẳng muốn được bố vì mẹ là call lg nó của muối miên pi nhưng lâu vì chào muối nhưng mà đồ lại nếu mà đã đọc pi đầm bay ơi mình pin screen được ngọt ai ở đây thì dân thật cái cứ khi lúc lúc à nó không khá bố đi chào nhâm khát yêu và nhóm đi vô mà đá nực nấng lại khát body nè đập bay ao thay bộ lắm bị cho nực nấng lọt hay quỳnh nhẹ trên má khi nhát thì toàn chân dân mơ và chân mình tin lắm mơ đã section lên má hay cái cô đã đôi bằng nhóm tóc ba này nhưng bạch mơ cho đi so và chân dân ngọt bàn cạp viên đấy nè click máu bị chân nhà đi tao quá chứ nhóm trong ba là thêm master vô màu này đồng bây ai ra master nó bán cứ dương mình thử add extend đi màu add extend layout mình add dot master hơi dương mình have section chú hiên bây giờ cứ content dương mình and section thì rồi thấy dương vô là code nó không body và dương này cắt với máy dùng mà đang được không đi màu crop text đang ngon đại dương từ ca phá cứ từ từ miễn add extend hỏi add section chmu được bộ jill hỏi chúng đặt content dương cho mà hỏi solve và mán khâu này cứ lục chào nhưng cái được nâng mức visma đừng dương call master dùng mà phá ở đây thì chân solve mán dương cắt khi nhóm refresh nhóm click show khi nhất bây giờ thêm lần mà chứ những ai mơ ở sâu trong mũi tiết tử nhóm bây giờ mà thôi là bọn chứ nhóm cái nhóm cắt là bọn nhóm này không body nè khi nhóm cắt không body bọn nhóm á chẳng cần lơ bọn má nhóm lốp chào thì dương add extend cái layout dot master in how add section content in and section wing hãy dùng phải hạ code để copy trên body đến chỗ được không lần thì dùng lúc mà đi chào đấy
việc đôn cái này từng ở từ how layout hay content đó rồi bây giờ màu ok nhóm màu refresh bỏ nhóm nhưng bắt đầu mà prát thêm cái này thôi nha chẳng tập trung đi việc toàn xa đây nhưng phải rip chom này cái việc chênh máu tập trung lưu ở các bạn nhé nâng ở trong dương thơ thêm bộ thông mây vui tiết dương thơ bị tờ dây tờ và thay dương ở toán skip và nâng trao sẽ là có mọi việc rồi nhé rồi nhai bình đẳng lưu nhóm anh có to từ mục tiết đó nhóm thơ thêm bộ thông mây ao ý thơ bị tờ dây tăng thêm ở đó ok lưu nhóm thơ thêm bộ thông mây vui tiết thơ bị product môn được bốn dân tộc cái kể tập bay với cả phát từ của đại các bạn thì tập một cái đấy tập bốn cái dân tộc của mình đi trong một cái tập bốn của đại các mình biết được xa phần đấy rồi bao phần đất to như nhưng mình trừ create cái create migration file create model create view create controller nhưng chúng anh cho xem command mới mới tam gì á anh nhâm xong xem là này được bởi vì khởi thống php artisan make model nhưng đã chúng ta product đó ấm OC nhưng mà các nó cứ ban một đồ muối migration file xâm rạp các table nâng controller resolve muối chứng chứng xây cầm màn nữa nó không terminal ok đó terminal nhạc xe nhé xe nâng terminal bây giờ PHP artisan make model product đo ấm OC enter mình sẽ xem nó không dữ cái câu đứng xem nó terminal sao tên nó không terminal riêng tôi quy chắc nhưng mà xem nó enter ao thì xem tam này chúng ta chạm tha nó phải để dân chọn phơ ở bảy mùi nó lỡ thẻ bố dân ta lỡ ta create migration file model ok controller bây đại dân ta bởi ca thẻ bố dân ta cho được nâng migration file đồng bây cập nọt từ lỡ khẩu lắm robot thẻ bố thả tao vì miền này khả ok ở đây câu để dân bởi ca file ở đây bởi ca thay nào ok tính bởi ca thay ấy xem tôi đặt can migration file migration file cứ như file để dùng para xong ra bởi ca table vì nó tí tăng mùi nè mơ ở quay để dùng bởi ca tức bị para vậy viết thật là không ai viết thật là không file là không phụ đỡ ấy ok database hai ok migration file với những nơi khẳng cao này nó không file migration nâng dân miền function p function tìm mối cứ app cái lệnh xem ra bởi cả table hay function down tuy nhiên ra xem ra lúc table mình ở đây thì dân thử bởi cả lắm chứ lực lượng function app hay không hoàn toàn nào thì là một ID chúng ta phải nói với những thứ chúng ta ID chúng ta phải nói với những thứ chúng ta phải làm
Enter Java. Chúng ta từ mơ từ lửa bộ bản đá của chúng ta thả ta dân từ biên khẩu lòng mấy phạm. Để chúng ta đã ai à, ngày mình hôn vơ cái này. Nhưng mà copy ở đây vô một mớ. Thì nhóm thuộc này mà chúng ta sẽ tham cho mà đấy nhé. Nhóm còn lại vô mà phải hai đồng bấy ở dân và khác thả vì miên khẩu lòng mấy khả. Ok, chúng dân từ cầm nót how table. Ok. Anh ấy chấp nam phương ca cầm nót column từ ai table product ấy. Ok, table. Dân đặt data type. Data type này, mang cầm nót từ chữ function. Data type cứ dân cầm nót prophet robot tên lý từ ai column. Thả ta column mũi nến. Dân ai cho châu ba là số đưa có liền. Chúng ta xa tại ném mua rồi bỏ vào đá. Dân vô để ta thay chỉ string. Và nó không biết dùng các phần sắp string đến với smile lên. Chúng ta cho châu ba số bắt liền đó. Nhạc hồ. ตามตัวใหม่ชื่อตัวตามใหม่ของเว็บเซอร์ยังวางแค่วางแค่นั้นเกี่ยวกับการฟังเส้นที่คุณทำสตรีมเนี่ยยังยอมออกมาให้เราทั้งทั้งเพจเป็นยังไงจึงยอมกันนัดสตรีมให้ยอมได้คอลัมน์เนมมาย่อมเนมโอเคต่อมาเมียนโอเคเมียนดีสคริปชันเดียดเทเบิล description mà chúng chỉ string này. Ok, nullable. Bên hai cái này chúng cần đặt nullable. Nhưng anh thì nhà đây cần lắm nên admin tên này có ba này. Nó pe để dương cái châu. Ta mất prai. Ở prai và dương vị trí một phê được kế. À, lấy dân kết mơ chết này thật ta đồng lại dân kết chi currency. Ok, chính currency vì mình có biết được gọi các vị nó khả năng mai sẽ cứ biết mình bộ phê người ta thay currency đi vì mình bị nó bay cầm nót lên các vị ไอ้เลนจะมีเป็นได้ก็ได้ก็ได้จำนวนเป็นเต็มเชียงตะบอลเต็มก็ได้เวียนซีเอ่อไม่มีไปเยอะที่เชียงตะบอลไปยังปลาฟลอสโอเคจึงยมกันนัดวีเชียฟลอได้ตะบอลฟลอสไพร์ไลmỗi tiếng ngày hàng right lại lộ trình những cái cost làm chung lại tính chỗ đó cái ngày anh cần nói lại viên được không đang mà cái table cost ở sản phẩm này mình khói cứ floor đấy anh ấy bán cost à mối cost mình cứ chia đồng lại để dân tên châu lại IP price cứ chia đồng lại để dân trao lúc chênh và thay những tên châu máu mùi đà là nhưng lúc chênh mùi chênh pram đà là anh ấy cứ price IP cost à mùi đà là nữa. Ok, chùm nguồn stock quality. Chùm nguồn này dân tinh và là tập hồn màu đó màn. Dân store bản màn. Rồi bỏ một lần tập hồn. Bản màn như cái gì?
นี้บางยังพวกไอ้เมนเทนยังทำไว้ขนาดบางวิธีนะในทางเราพอบางยังมีเมนชั่นคลาสมีเมนแก่มีกระโหลกมีกระป๋องมีอะไรยังต่างไอ้ยมทัวร์นี่ยมมันไหวยังไหวมีสมองสมัยยังนั่งติดยังยังกระนัดครูนายต่างทางยังลุเชนนึงยังไหวจีกูยังกินจีกระป๋องยังยังทำแอดเพย์สิ่งไอมาแก้วิมีนมาไพ่บุญกับปองจังไปยังลูกมากับปองวิเกิดใหม่อันนี้ยังเกิดนอนได้ใช่ไหมไอช่องมัดบ้านบ่ายวิดีเทปบอลพอจำนวนไปยังเกี่ยงเกวิลิกอดหรือก็เล็กมันก็ไปจำนวนปริมาณเลขวิมินก็บีหรือก็ออดก็บีบ้านโอเคเลขได้ออดก็บีปาร์มานะแต่โดนยอมไปเจนเจนท่าดับใบไอวีสกัดเมนเทนคือยังตั้งแต่ใบแคปบอลดับใบกับมาท่าจำนวนนั้นจีประเภทที่เกี่ยประเภทจีแก่หรือก็จีกับป่องอันนี้ยังทำใบเทเบิลมือเตี้ยให้ยังจอบริเลนซิปในการเทเบิลนั้นก็ยังโย่ไอเอ็นทียังโย่แอนไซน์แอนไซน์อินดิเจอร์ทั้งแอนไซน์ไม่ได้ทำเลขไปเยอะแต่ตัวบานเลขวิจิมินจับไปเลขโซนต์ต่ออัดไอเลขสัญญาโดเตยังได้ช่วยแทนท็อปคอร์ดทีเทเบิลรูปเทียบไปยังสตอร์บิจิสติงโอเคเรตติ้งเอเวอเรจtable rate របស់យើងចង់ថាដល់ពេលដែលយើងលក់វាចេញចេះតើតើនឹង e-commerce ណាยังเมื่อเทมเพลตอีกเมื่อเนี่ยแบ็กจิสโต้ก็วิจิประเภทอีกเมื่อไงจังเอาไว้ในยังโครงคือยังเทอร์เอาเว็บไซต์อีกเมื่อจังไงยังดีโมยังเมื่อกับรู้กันสินเนี่ยเทมเพลตอีกเมื่อวิมีนสไลด์คือยัดเอายังดาวน์โหลดวิปราฟรีได้ด้วยเนี่ยชั่วโมงวินเนี่ยเบกิสโต้แล้วยังไงอินสตอลยังวิปราฟรีวิมีนแต่แบบวิมีนในสไลด์อย่างยังถ้ายังไงคัสตอมทัวร์จีเว็บไซต์อีกเมื่อมาเยอะเต็มแต่เอาไว้ในยังทัวร์นี่คือยังทัวร์ดาวน์ from scratch ทัวร์ปีเตเต้เต็มนี่จึงเทมเพลตอีกเมื่อจึงแจกแต่จะสไนด์จะทราบแต่เปลี่ยนหรือไอ้นั้นยิงยิงคอมเพลตเปลี่ยนหรือแล้วนะไ
chúng như chơi bậc game á, những ai chơi tới, à template những free đi, cái thứ hai, những ai install bị check cùng lưu về các bạn, coi chỉ cần một người, tại các hai những phơi của mình phơi thông như thế này, phơi là dùng mua về, cái này thì như trong cái này, cái nhà mua ở đây các bạn, cái brand gì của chúng ta, cái buồn. Là phải vì chân cài phải là không phải là bài dương rồi ai chừng co chừng lên gì đấy chứ nhá cả cái cây cầm bên nguyên là không nâng ok tại chân lên bởi những nguyên nhân cầm lót chơi ghế nhưng mà nó chơi ấy đầm bầy đi em vô unsigned integer à vô bị chỉ link ok rating ok default lại môn đồ bốn cho màu với smart zone mình thả viết zone admin rate này tầng hòa và tao mới đã mấy chọn relationship anh ấy xem ở hai em lột về quýnh anh ấy chọn relationship từ căn category bây giờ em thiệp bố foreign id hiện tại chúng mua được bỏ column foreign key bây giờ em đã thả category underscore id hai constraint nhưng mà chúng mua nhé tầm mơ là khả năng à migration category bây giờ vào thay chúng mua ấy dân copy chúng mua nó vô bản ạ thì dân copy đấy chỉ việc khó copy chúng mua nó máy vô bản ạ là khả năng cả lại function constraint này thật là không có tên cái gì mùi
យើងត្រូវតែមាន category មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើផលិតផលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាទឹកទឹករបស់យើងយើងថាទឹកក្នុងប្រភេទហ្នឹងអាចថាជាដបឬក៏ជាមានកណ្ដោងយ៉ាងនេះតើឧទាហរណ៍មួយទៀតទៅតំណងក្រុមហ៊ុនគាត់ថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរប្រដរិចគាត់មានផលិតផលអីខ្លះគាត់អាចមាន Cambodia Water Cambodia Beer មាន World Energy Center ឃើញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគាត់អាចមានផលិតផលច្រើនបាទអញ្ចឹងផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងតែក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នេះគេខ្ញុំនឹងថាផលិតផលឈ្មោះថាតែសត្វទី5ប្រដាក់ប្រដាក់ហ្នឹងហើយប្រដាក់មីប្រដាក់ស៊ីចឹងចំពោះប្រដាក់នេះយើងត្រូវការឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុង category 1នេះយើងត្រូវយក ID នេះ ID របស់កត្តា A B C ទៅមកចូលក្នុងនេះដើម្បីឲ្យវាថាប្រដាក់ A ហ្នឹងវាស្ថិតនៅប្រភេទកត្តា ID 1ណាឥឡូវស្ដាប់ថា ID 1វាស្ថិតនៅកត្តា name ឈ្មោះអីកត្តា ID ហ្នឹងថាកត្តា A នេះតែយើងតាមកត្តា ID នេះតែអាចថាកន្លងទៅឲ្យទីអត់ណាចេកការយឺតរបស់ quarantine ហ្នឹងយើងទៅប្រមាណរបស់ category ហ្នឹងគឺការវិធីហ្នឹងយកមកចូលក្នុងនេះឲ្យទីតាមមូលវាអាចមានតំណែងរបស់ទីបានហើយនេះលេខ1ហើយលេខ1ទេចឹងយើងអាចយកទៅរកឃើញ category ណាឈ្មោះថា A នេះចឹងយើងដាក់ ID លេខ2 category របស់ប្រដាក់ B ហ្នឹងមួយណាយក2យកមកដែរគឺវាឃើញ2នេះចុះបើសិនខ្ញុំដាក់នេះ1ប្រដាក់ C ហ្នឹងវាថាតាមក្នុង category ឈ្មោះ A នេះហេអានេះគឺគេតទៅនឹងនេះ relationship អញ្ចឹងយើងបកការទៅហើយមកមុនពេលដែលយើងអាចបង្កើត table មានថា migration file ឡើងទៅជា table បានយើងត្រូវតែ start ជាមួយ Laravel សិនចាំបាច់ត្រូវតែ start ដើម្បីឲ្យ MySQL server របស់យើង start សិនទើបយើងអាចធ្វើការ migrate ទៅបានយើង command ដែលយើងប្រើ PHP artisan migrate ហើយទីនេះធ្វើមកតាមនេះរកទៅតាមតាមទៅតាមខ្ញុំមានអារទៅរបស់យើងចឹងមានថាដល់ក្នុងដែលឯកខ្ញុំគឺសម្រាប់ការបោះតាមផលតាមមួយទៀតអស់ទេតែកុំឯងមក error ប្រាប់ខ្ញុំជួយ fix ឲ្យ